chính ha. Loa này không để quát mà công suất nó tầm khoảng vài chục ha, trên 50W anh em ha. Ngoài hình thì còn rất là đẹp luôn, có cái mặt nhôm này thì rất là mới, rất là sang ha. Loa rất là nặng anh em ha, góc cạnh đẹp luôn ha. Loa này thùng rất là dày ha, nên rất là nặng. Chất âm Sony thì không cần phải giới thiệu nhiều rồi, quá hay. Hai bass thì tiếng bass rất là mà mạnh và rất là sâu, rất là sắc sảo chi tiết ha. Tiếng kèm với dàn B365 rất là hợp. Mắt em vẫn tình màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu. Liên hệ mình 0981 333 246. Anh em nhớ kênh, nhấn thông báo bên phải video, hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.